Nước nó mờ quá nên lặn không có được, nên bây giờ giờ phía ngoài đây lặn này, giờ ra tầm khoảng một bãi lý nữa. Sò chai với sò dưa. Đem người ngoài con sò dưa. Lên biển gành trái luôn rồi. We'll be right back.
nay cũng hơi du ăn một xíu. Sáng giờ 2K mà mấy anh em lặn cũng ít lắm, thì lặn qua lặn lại thì nó sẽ hết sò thôi. Giờ phải giờ đi dầm khác làm nữa là ca thứ ba. Pháp được ba tu hài với lại bốn con sò dương. Mười giờ mấy rồi mà mấy anh em pháp mới có gần nửa xô sò dương thôi. Tu hài thì cũng được tầm khoảng một ký tu hài. We'll be right back.
Ngao hai còi, từ